hướng dẫn sử dụng xe di chuyển bệnh nhân nâng hạ điện tử Lucas X18, đưa xe vào gầm ghế hoặc giường, đẩy chân xe vào dưới gầm ghế hoặc giường. Chú ý, ghế hoặc giường phải có gầm cao từ 13 cm trở lên, nếu không có gầm phải kê ghế hoặc giường lên thì mới đưa xe vào được. Ẵm bánh xe để giữ xe đứng yên. Bấm nút điều khiển trên xe hoặc điều khiển từ xa để nâng hạ xe bằng chiều cao mặt giường hoặc ghế. Có thể thay đổi chiều cao từ đất lên đáy chỗ ngồi từ 48 đến 71 cm. Bấm chốt để tách xe làm hai nửa. Đẩy hai nửa sang hai bên để người bệnh ngồi xuống giường hoặc ghế. Nhả chốt hãm bánh xe và kéo xe ra ngoài. Cách đưa người bệnh từ giường hoặc ghế đi ra phòng khác. Tách xe thành hai nửa, đưa xe vào gần người bệnh, nhấc chân người bệnh lên chỗ để chân của xe. Khẽ đẩy người bệnh nghiêng sang một bên để mông người bệnh nâng lên và đưa mặt ghế xuống dưới mông người bệnh. Sau đó, đóng hai chốt phía sau. Cài đai an toàn. Sử dụng điều khiển từ xa hoặc điều khiển trên xe để nâng hạ xe ở độ cao thích hợp và đưa người bệnh sang phòng khác. Chú ý, cửa phòng phải rộng hơn 58 cm thì mới đưa xe qua được. Cách sử dụng bô vệ sinh trên xe. Cắm giá đỡ bô, đưa bô vệ sinh vào giá đỡ bô. Khi vệ sinh xong thì kéo bô ra đậy nắp mang đi làm sạch. Có thể đưa xe đặt lên trên bồn cầu để người bệnh vệ sinh trực tiếp lên trên bồn cầu. Hoặc có thể để người bệnh ngồi tắm trên xe mà không lo bị ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe.